Em chào anh chị đã đến với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh. Hiện tại thì em đang ở triển lãm BIFA Good năm 2024. Thì Đại Phúc Vinh có trưng bày một cái máy dán cạnh 10 chức năng. Đấy, máy dán cạnh mang thương hiệu Hontech. Model của máy là Pro 800 PE2T. Thì cái máy này đặc biệt ở chỗ nó có thể dán được keo PIOA và dán được keo EVA luôn. Đây, bên đây là màn hình điều khiển này. Màn hình điều khiển thì vẫn giống như bình thường thôi. Và chúng ta sẽ tiến đến cái phần đặc biệt nhất của cái máy này. Rồi, đây là cái phần đặc biệt nhất của máy này. Đấy, qua bên này. Đấy, bộ nồi keo PIOA hai màu thì chúng ta có thể sử dụng được hai màu keo khác nhau. Đấy, bên này có thể là màu cho keo những cái ván màu trắng, còn bên này có thể là sử dụng cho những cái ván màu gỗ. Đấy, ván màu gỗ thì keo màu vàng, còn ván màu trắng thì keo màu trắng, sẽ đảm bảo được cái chất lượng đường keo là tốt nhất. Đấy, máy có hệ thống vòi keo, bơm keo để phun vào cái bình dung dịch này, bình keo này. Đấy, đây ở đây cũng là hai nồi keo hai bên. Đấy, cái nồi keo này đặc biệt ở một chỗ là chúng ta có thể vừa sử dụng được keo hạt EVA. Đây là cái keo hạt EVA này. Đấy, chúng ta đổ trực tiếp vào đây giống như những cái máy dán cạnh thông thường, đổ trực tiếp vào để sử dụng. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng được cái keo mà bơm trực tiếp từ cái buồng keo lớn này vào đó. Khi mà chúng ta sử dụng ít ấy, mà không sử dụng đến cái nồi keo lớn này, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng loại keo PIOA mà dạng thỏi như này này. Đấy, dạng thỏi như này chúng ta có thể sử dụng được đến 700 đến 750 mét chỉ dán chỉ. Chúng ta thả vào trong này và đợi nóng chảy là sử dụng được, cũng sử dụng được hai nồi keo song song luôn. Với đặc điểm của cái nồi keo PIOA này thì sẽ bơm keo từ trên xuống, bơm keo nhỏ từ trên xuống, là cái tình trạng keo sẽ không bao giờ bị mất màu keo và sẽ lăn keo rất là đều trên cái sản phẩm. Đấy, đặc điểm của PIOA là bôi một lớp keo rất là mỏng và kết dính rất là tốt, nên là anh chị yên tâm về cái đường dán cạnh. Bên này là cái đường chất lượng đường dán cạnh. Lưu ý một cái phần là khi mà sử dụng keo PIOA thì đến cuối giờ chúng ta cần phải đổ cái dung dịch đấy, hạt này, vệ sinh keo này đổ vào trong này, rồi chúng ta có nhấn nút để xả bỏ cái keo đấy đi thì ngày hôm sau chúng ta mới sử dụng được. Còn chúng ta mà không vệ sinh đi thì ngày hôm sau hoặc là vài ngày sau thì cái keo, đặc điểm PIOA là nó không nóng chảy được lần thứ hai, nên là rất dễ hư nồi keo. Đấy, chỉ lưu ý một cái phần đấy thôi. Ngoài ra em sẽ giới thiệu đến anh chị cái máy Pro 800 PE2T này chút. Thì máy này rất nhiều chức năng. Đấy, đặc điểm là có chức năng mà phun dung dịch này, phun dung dịch đầu tiên trước khi phay để bảo vệ cái lớp men đấy, và chống dính. Đấy, ở đây là phun dung dịch này. Đấy, cái dung dịch này thì bên cung cấp, người ta cũng cung cấp luôn. Đấy, ở chức năng thứ hai là phần dao tu bi phay này, đây bào cạnh trước khi dán này, rồi nồi keo PIOA này. Đấy, bên này là hệ thống ép cạnh, rulo ép cạnh rất là nhiều, 6 rulo ép và có cả rulo cao su ở phía sau. Bên này là chức năng cắt đầu và cắt đuôi thì cũng giống những máy bình thường thôi. Đấy, đây chúng ta có chức năng phay, phay cạnh thô và phay cạnh R. Đấy, đây là phá này và tinh. Đấy, đây chúng ta sẽ có chức năng là bo đầu, bo đuôi của ván. Đấy, bo. Đấy, chức năng mà bo cái đầu và đuôi ván này hoàn thiện luôn. Đấy, được kết cấu rất là chắc chắn trên một cái trụ đỡ và hệ thống cơ khí làm rất là đẹp. Ở bên này thì chúng ta có một cái bộ cạo R, cạo tạo R cho chỉ này, rồi một bộ cạo mặt này, một bộ cạo mặt để giống như chúng ta dùng dao giấy chúng ta cạo lại một lần nữa vậy, rất là sạch. Đó. Rồi bơm dung dịch, xịt dung dịch và đánh bóng, cuối cùng là đánh bóng. Đấy. Ở đây là motor mà kéo toàn bộ cái hệ băng tải này đi. Đây là một số sản phẩm dán cạnh mà keo PIOA. Đấy, đường dán rất là đẹp và hoàn thiện, bo được góc đầu góc đuôi ván.
Rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị trong cái thời gian rất là ngắn trong triển lãm hôm nay, em giới thiệu anh chị sơ lược về máy dán cạnh Biwa. Anh chị có nhu cầu tư vấn máy xin liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh. Công ty Đại Phúc Vinh thì có chi nhánh trên toàn quốc, có ở Đồng Nai này, Bình Dương này, có Quy Nhơn, có Hà Nội, để phục vụ giao hàng anh chị trên toàn quốc. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.